Mưa tối qua quá dữ, ngập hết trơn. Trời ra khỏi thì kẹt mẫu hình như lúng vậy, rồi lên hết nổi luôn các bạn, anh em xuống đẩy rồi. Qua mẫu nổi nha, bị lúng rồi, tối đêm qua mưa lớn quá các bạn, rồi ra khỏi bị đẩy nổi không. Máy nó dính đó luôn rồi. Rồi ngoài này thì có một cặp máy đang thu hoạch lúa phía xa xa đó đó các bạn. Đây là ngay cổng chào của tổng quản luôn các bạn ơi. Tổng quản hầu như là vụ nào cũng có lúa nhiều, trong mỗi ngày cũng có lúa hết, lập liên tục các bạn. Lây quay cái về tới tổng quản. Lúa ở đây người ta làm không có đều nữa các bạn. Xà không có đồng lòn. Bờ ở đây mới vừa chín tới luôn. Trong khoảng ngày mai chắc cắt luôn đó các bạn. Anh em ở ngoài thì đang giải cứu nha các bạn. Đây thì anh em mình đang tiến hành chắc lúa ra bãi lúa các bạn ạ. Rồi đây đổ rồi. Lúa tốt quá. Này bể bao rồi, dây còn không chắc. Ở ngoài kia tiến hành giải cứu rồi các bạn. Bờ bên sông này có cặp máy gì lạ lạ nó đang cắt bển. Xa quá không thấy. Ôi bển hai ba chiếc luôn các bạn ơi, thuốc trong bụi chuối này cũng có một chiếc nữa nè. Qua mưa lớn quá, bữa nay bà con mình tranh thủ nắng giờ nào cắt giờ đó để ngoài lúa nó bị sập nha các bạn.
Thì đây là cái chẹt của hai chiếc máy cắt ở đây nè các bạn ơi. Hai chiếc kia cắt xa xa thăm thẳm trong vườn. Mưa ướt cái bắt đầu nó bị mềm đó. Rồi xem anh em mình lên đường giải cứu chiếc máy cậu kia nha các bạn. Tiếp à. Không quen là dễ bị té đúng không ơi. Ok, khó chịu không? Ủa chiếc này không có qua bên kia giải cứu mà chạy đi luôn nha các bạn. Trên kia ga hiệu là lấy cọng dây xích quá các bạn. Giờ là chạy lên máy cắt lúa lấy dây xích rồi. Để qua đây giải cứu anh em. Rồi ở đường. Chạy qua tới đây. Tới đây chiếc nè. Lấy dãy xích xong rồi nha các bạn. Giờ là mình sẽ ra mình quay cận cảnh anh em mình giải cứu nha. Quá vậy. Chạy anh kia mới lấy xích xong nha các bạn. Lâu rồi giật mình. Quá dữ. Nước mưa hôm qua nè các bạn, để làm cái đường nó trở nên lầy lội hơn, với lại đất nó bị mềm hơn nha các bạn. Em đang cột súp. Cụ tí này, sáng giờ bắt được con chuột thôi chứ. Con mới lại hả? Mưa tối qua quá dữ. Ngập hết trơn. Ra cái này đi các bạn ơi. Để quay thấy hai chiếc luôn.
dây xích thâu lên tới trên kia kéo lên cho nó luôn các bạn, cho chắc chắn để máy đó các bạn, rồi bắt đầu kéo nè. Trời ơi quá rồi, đã chấn. Wow, qua luôn. Cái mọc lên hai con nhóc này đi bắt chuột nha các bạn. Ôi con gà xếp dây xích lại cất để phòng ngừa khi nào có việc cần nha các bạn. Xem tài xế này chạy dữ lắm dữ, lao tay nắng khói không các bạn. Rồi xem anh tài xế này lên dốc nha các bạn ơi, dốc này đất nó mềm nên lên nó cũng dễ bị lúng, chạy nhiều lần quá. Đây là bãi lúa của bà con mình nữa mà. Đây là đường kéo, giờ giải cứu xong rồi, đường cũng bị lún lộn rồi. Chỗ này hôm qua cắt nó cũng chắc cũng bị lầy lội lắm rồi, bển 2-3 chiếc máy đang cắt, mà chạy hơi xa nha các bạn.